Chào các anh chị và các bạn. Chúc các anh chị và các bạn một ngày mới thật an lành và hạnh phúc. Hôm nay, các anh chị và các bạn cùng mình đi tham quan một hồ cá rất là lớn ở Phú Quốc nha các bạn. Đây là những loại cá mình thấy cũng lạ lắm các bạn à. Nhìn cảnh hồ cá đó các bạn, mình nhìn giống như là ở một đại dương đó các bạn. Còn đây là con cá đuối nè các bạn. Ở đây nè, rất là nhiều loại cá các bạn. Còn đây là cá mập này các bạn. Đây là những sao biển, nhìn đẹp lắm các bạn ạ.
Cảm ơn các anh chị và các bạn đã xem video. Chúc các anh chị và các bạn một ngày mới an lành, hạnh phúc, vui vẻ.